Chào mừng toàn thể anh em và bà con. Em lại tiếp tục lên đường về Chi Linh Hải Dương với hai dàn cày 4 và 6 phục vụ cho máy 4202 và là 124 chẵn 2 cộng. Anh em Chi Linh thì không lạ lắm gì với cái sản phẩm nhà em rồi. Năm nay thì từ đầu mùa đến giờ toàn là Chi Linh thôi. Lúc thì kênh Mai Một Văn Đức, lúc thì cái gì đó ấy. Ngày hôm nay thì em lại về với lại Văn Đức Chi Linh Hải Dương. Hai dàn cày 4 chảo dòng đóng dày dặn chắc chắn xịn sò dành cho máy 24 và 4202 đã chằng buộc lên xe an toàn để trong quá trình vận chuyển lên với này bà con. Bên em vẫn liên tục ra khung ra dàn đấy để phục vụ cho các bác ơi đấy.